Đây là đề thi của học kỳ 2 á. Đây. Trang 1, trang 2. Rồi. Còn đây là đáp án nè. Đó, từ sơ đồ khối, bắt đầu tính. Có thể dùng sơ đồ dòng tín hiệu cũng được, hoặc là tính trực tiếp cũng được, cái này cũng tương đối đơn giản nha. Rồi, đồ thị quy đồng nghiệm số ở đây. Đây. Đáp án này nó hơi mờ một tí. Rồi.